Hello, chào mọi người. Hello, chào mọi người. Hôm qua con thấy trên YouTube của cái kênh Nửa Vòng Trái Đất hay là kênh nào đó có đăng lên là cái ông Nguyễn Hữu Chánh là đang mới thành lập một cái đảng là Liên Minh Dân Tộc Việt Nam ở bên Hoa Kỳ, bên Mỹ, hình như là đó là quần ở đó là gì, bang Cali hả? Chắc vậy quá, nhưng mà cái điều chú thì không theo dõi cái điều đó, nhưng mà biết cái vụ ông Nguyễn Hữu Chánh từ lâu lắm rồi. Biệt danh là Chánh Biệp mà, thì từ xưa giờ nghe nói vậy thì ông ấy từ xưa thì hoạt động chính trị mà chỉ nhằm vào lật đổ chính quyền người Việt Nam thôi, nhưng mà chỉ nói cái miệng thôi chứ ngoài ra chẳng có tích sự gì cả, chẳng có thực lực, nó không có thực lực và chẳng có cái một cái gì mà gọi là logic, nhưng mà cái lực lượng hoặc là ông ấy thì cũng đã nghe nói là như là nhà nước Việt Nam cũng cho vào cái tình trạng là cái khủng bố đấy, lực lượng. Thế thì mình nói nghe mình tức cười quá. Cái cười là cái chỗ là liên minh dân tộc gì, dân tộc nào mà liên minh? Ông ở nước Mỹ mà liên minh cái gì mà dân tộc ở đâu ở đó mà dân tộc ở nước Mỹ, làm gì có dân tộc nào? Chỉ có một nhóm nhỏ kiều bào, mình gọi là kiều bào, là kiều bào người Việt thôi. Dân tộc nào? Dân tộc ở Việt Nam gọi là dân tộc, bởi vì ra đây ra mình phải dùng từ cho nó đúng chút. Ở Việt từ Nam, liên minh chú phân tích cái từ liên minh là liên minh nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Còn thì làm gì có liên minh dân tộc thì làm gì có cái chuyện rồi đó. Là nếu mà nói là liên minh đảng phái thì đảng nào liên minh đảng nào, con chưa hiểu vùng này, chú nói mọi người nghe coi. Có nghĩa như vậy là ổng vẽ một cái pano, trên cái pano đó ổng ghi như vậy thôi, chứ mà thực chất với cái từ đó nó đều vô nghĩa cả, nó không có trúng ở đâu ở dân loại. Nó không có trúng trật cái dân loại, cái này chủ yếu gây sự chú ý, gây sự tò mò, đem tới những cái chuyện mà người ta không hiểu chuyện thì người ta tới, hoặc là không người, những người nào mà cùng theo phe của ổng thì tới. Và cái kết cuộc á, mà cái đại hội hoặc là cái liên minh gì của ổng ra á, thì mình phải hiểu là đằng sau đó thì có một cái thùng và người ta quỷ lạo là thế là ôm trùng tiền chạy thôi, chứ còn thực chất không có con mẹ gì cả. Liên minh cái gì, liên minh dân tộc nào mà liên minh? Rồi thí dụ đại khái là rõ ràng không, ổng là coi như là chỉ một cái nhóm người ủng hộ ổng, vài ba người thí dụ là vậy đi, lập lên một cái mặt trận gì liên minh, và liên minh với ai, dân tộc nào, không có nói rõ ra, nói khơi khơi vậy à, đảng nào liên minh chẳng hạn thế, không có nói, ngu gì nói bể sao, đâu có nói. Chủ yếu là chủ yếu là tiền mà, chứ là vì nó khó. Ngày xưa ông lên lập cái đảng cái gì đó mà gọi là cái gì, chống nhà nước Việt Nam là dữ dồi luôn, mà bây giờ dẹp cái đảng đó rồi, dẹp cái đảng đó rồi, tới đâu có làm đúng không, đúng không, chống riết bây giờ là sao lại liên minh, liên minh cái gì, liên minh dân tộc gì mà dân tộc đâu nào mà liên minh hả, mà phải ghi rõ ra dân tộc gì mới được chứ. Hay liên minh dân tộc Hoa Kỳ và dân tộc Việt Nam liên minh, đúng làm gì có. Liên minh cả thế giới liên minh với Việt Nam. Có những cái thành phần nó buồn cười lắm, có nghĩa là gần chống gậy hết trơn rồi, gần xuống lỗ hết rồi, mà thế vẫn cứ gào lên mà không biết ông làm cái gì, tôi không hiểu nổi được, bóng điên khùng. Mục đích của cái thành lập cái liên minh đảng liên minh dân tộc Việt Nam tại ở Hoa Kỳ để làm gì chú? Là để quyên tiền. Một cách khác là không có một buổi họp nào mà liên minh hoặc là gì đó thì thế nào cũng có thùng tiền quyên góp cả. Rồi ai bỏ tiền vô đó? Ủa thì ăn thua những người đó trong ban tổ chức đó, người ta cảm thấy người ta bỏ túi thôi, 90% người ta bỏ túi riêng thôi, hoặc là chia chác nhau thôi. Đó. Nhưng mà cái chuyện đó xưa rồi Diễm, bây giờ người dân Việt Nam khôn lắm rồi, không ai ngu bỏ tiền hay đâu. Rồi chỉ có mấy cái thằng kêu gọi là câu like, có nghĩa là giống mà biết cờ bạc biệp không? Cờ bạc biệp là gì? Nó sắp đĩa kế bên đó, nhưng mà có mấy cái thằng cò mồi, nó vô bộ, nó vô nó ngồi chơi, nó bỏ tiền hăng hái lắm, mà đồng bọn của nhau không? Cũng chơi phải không? Rồi xong tao này, tao xuống tay là tướng là 1 triệu 2 triệu, cái người dân đi nhau đường, ta há hiếu kỳ, ta dòm nó, ô thằng này quýnh ăn dễ quá ta, nhào vô quýnh, thế hồi sạch tiền hết tiền đi chợ luôn. Đó. À, hiểu trên chưa? Trên cái đảng liên minh nó có 3 dòng chữ: độc lập, dân chủ, thịnh vượng. Trời ơi, đủ mệt quá, khỏi thì bài. À, con thấy là liên minh đảng liên minh dân tộc Việt Nam ở dưới có câu slogan là độc lập, dân chủ, thịnh vượng. Ba chữ thì làm có đủ hả? À? Ở tại điểm hiện tại tao đang ở nước Việt Nam đây thì ba cái chữ đó nó rõ, minh chứng rõ ràng ba cái chữ đó Việt Nam hiện giờ đang có đủ và thừa luôn. Dân chủ chẳng có ma nào bên nước Mỹ mà dân chủ bằng Việt Nam cả, tao nói thẳng nha.
đó, độc lập á, từ năm 1975 tới giờ độc lập rồi. 45 là có độc lập rồi. Độc lập rồi, ừ. Đó không, cái đó là tuyên ngôn của Bác Hồ, ừ. Nhưng mà độc lập thực sự á, ừ. Hai miền Nam Bắc chung rồi. Một mối á, rồi không nhất nước, không nhất nước á, ừ. Mới là độc lập hoàn chỉnh. Rồi 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 rồi. Rồi có luôn rồi, ừ. 50 năm rồi, 48 là mình đã 49 năm rồi, yêu năm rồi. À, dân là... chủ rồi, dân chủ. Trời ơi, dân chủ thì Việt Nam là quá rồi, là dân chủ, dân chủ đúng thực sự chứ nghĩa dân chủ. Chứ không phải giống như dân Mỹ là ngay bây giờ nè, ngay rõ ràng. Ở nước Mỹ hiện giờ đang hạ bệ cái anh trai chủ tịch thượng hạ viện đó, ông McCarthy đó. Ừ. Đó là một cái sự mà coi như đấu đá nội bộ lẫn nhau, phe này đứng phe kia để kiếm hay là phải nói chung là hạ bệ lẫn nhau, đó là một cái nhóm người đó. Có dân chủ còn mẹ gì cả. Thậm chí mua phiếu trùm lum ta ra. Như vậy thì ở nước Mỹ á, con nói không có dân chủ, bây giờ ông lập cái đảng ông đòi dân chủ cho người Việt Nam hay sao? Ở Mỹ á. Trời ơi. Ta nói cho mày nghe, chỉ có mấy cái thằng khùng mới tin đó. Là bởi vì thực sự ta nói nãy rồi, ngay tại thời điểm này Việt Nam dân chủ hơn mức tưởng tượng. Nó có những cái điều mà mình phải hiểu rằng tụi nó không hiểu được cái luật mà bầu cử của Việt Nam. Tất nhiên là nước Mỹ cũng vậy thôi, nhưng chẳng bao giờ Nam chỉ cái người dân mà bỏ phiếu, nó không phải bỏ phiếu cho ông trực tiếp, cho cái ông tổng thống đâu, nhưng đó là chia phe cộng hòa và dân chủ. Thế thôi, rồi bắt đầu chia số đại đa số cử tri. Thí dụ là vậy. Ở nói chung là cái nền dân chủ của Mỹ nó thực sự không dân chủ, là bởi vì sao? Cái lá phiếu được mua bằng tiền. Ừ. Rồi gì vận động hành lang, vận động hành lang rồi, ừ. Xong rồi cái ông này chạy xuống quan kia rồi xong, ừ. Rồi quyên góp rồi các cái. Ở đó là vì đồng tiền nó chiếm ngự đoại tất cả mọi thứ. Còn ở Việt Nam khác, đầu tiên là anh bầu vào hội đồng nhân dân. Rồi từ hội đồng nhân dân thì người đại biểu hội đồng nhân dân là đại diện cho cái hội nhân dân của cái khu phố làng xã đó, mới đại diện cho nhân dân đó, không cần phải ông kia đi nhiều nữa mới lên cái chỗ gì nữa, tới hội đồng nhân dân là tới cái đại biểu hội đồng nhân dân lên tới cái gì đó mà rồi mới lên tới quốc hội đó. Nói chung là có nhiều cái nhiều tầng lớp, và đâu phải đùng bắt người ta bắt phải bầu trong này đâu, không, nó có một danh sách dài nè. Thì anh muốn thích nào thì anh chọn đó thôi, thế thôi. Nói chung là mỗi một người khi được nhà nước bầu lên, nhân dân bầu lên làm chính trị á, làm lãnh đạo đất nước á, đều phải có phẩm chất đạo đức, quá trình hoạt động và quá trình hoạt động rõ ràng. Chứ con nói chứ một cái bộ máy chính quyền á, con nói chỉ cần xen vào một con vài con sâu con mọt thôi, như ông Bùi Tín đi. À, Bùi Tín đi là một người cũng hoạt động trong nhà nước mình, nhưng mà chỉ cần một lần đi Pháp sang thấy nước Pháp rồi sao à, rồi phản bội lại đất nước luôn, rồi còn lên đài RFA gì qua gì tùm lum, là bắt đầu là xuyên tạc là nói xấu đất nước. Lúc đó thì đất nước mình đang còn rất là nghèo, mới vừa thoát khỏi chiến tranh, đang bị cấm vận, thì đất nước đang nghèo. Nếu đất nước nghèo lúc đó mình phải ra sức, dùng sức lực, dùng trí tuệ để xây dựng đất nước giàu mạnh hơn. Cái điều trải đó. Qua hàng trăm năm chiến tranh mất nước thì bây giờ mình mới độc lập được, mình mới hòa bình, thì mình phải dùng sức, dùng lực mình để xây dựng đất nước chứ. Chứ sang đó thấy cái là phản quốc rồi. Con đã thấy ông rồi, là một cái ông nữa là ông gì đi Trung Quốc ấy, ông Hoàng gì? Ông gì Hoan á? Hoàng Văn Hoan. Hoàng Văn Hoan đúng rồi. Ta muốn nói cái điều này là nếu người thường á, ta không trách, cái ông Bùi Tín, ông là lực lượng vũ trang, ông quân đội, ông là quân đội, nhưng mà ông không biết rằng có cái điều quan trọng là cái đất nước mình là bị đẫm máu, bị tan thương, bị chiến tranh. Ông không cần biết chuyện đó, là lấy ông là dở rồi. Ông phải hiểu rằng khi thoát được cái chuyện mà đất nước sau ngày 30/4, đáng lẽ ông phải hiểu rằng chiến tranh đã kết thúc và chúng ta bắt đầu gây dựng lại từ đầu. Rồi. Ông đi qua nước ngoài, ông thấy hào nhoáng, ông qua nước ngoài, ông thấy rồi. Đất nước người ta đâu có chiến tranh đâu, mấy trăm năm người ta đi, người ta phát triển là chuyện đúng rồi, quan trọng. Nhưng ông không biết, bởi vì cái tư lợi cá nhân của ông quá lớn. Là nghe nói thôi, tao nghe đồn đồn là cái ông nghĩ là ông chiếm ưu thế, có nghĩa là ông đi vô đó rồi xong mà ông về ông tính làm lãnh tụ rồi sao, tao cũng không rành gì đó. Rồi ông ấy nữa, ông Cù Huy Hà Vũ. Trời, toàn là thứ bất tài đó vô. Thì nhờ cái bộ chính trị, nhờ cái cách làm lãnh đạo của nhà nước Việt Nam mới thanh lọc được những cái hạt sâu bò đó ra, và cuối cùng á cho các ông đó sang bên châu Âu, châu Mỹ á, sống cho nó biết
Bây giờ sang bên mà thấy tủi nhục. Bên Mỹ thì chú nói rồi, châu Âu chú nói rồi, chỉ có nước mưa là miễn phí thôi, đúng không? Còn ở đất nước này thì giống như ông Quỳ Cùi Hà Vũ á, được nhà nước, đảng nhà nước á, có một căn nhà mặt tiền đấy chủ Hà Nội đấy, con nói căn nhà đó giờ hàng trăm tỷ. Nói về tài sản là nhà nước cũng không thiếu gì để ưu ái. Còn ông học hành thế nào không biết, nhưng nói về cái cách nói, cách làm việc của ông là con thấy phát ngôn rất là cực đoan, cực kỳ cực đoan. Nhưng mà phải nói là đảng nhà nước mình quá sáng suốt, cho nên dù sao nhờ cái cách điều hành chính trị của mình mà thanh lọc những cái hạt sản đó, chú ha. Thế quan điểm con thế đúng không? Đúng rồi, có nghĩa là những cái hạt sản đó nếu nó ở trong nước nó sẽ quậy phá, nó quậy phá và dần dần cái người dân không hiểu chuyện đó, họ lại tin lời những người đó. Bởi vì sao? Họ là người cấp cao, có kiến thức, có trí thức, chắc chắn là cái người dân người ta từng lớp và người ta ít học ăn, hoặc người ta không có, thì ta cha ông đã học cỡ đó mà ông nói vậy là chắc là đúng rồi, chắc là đúng rồi ha, thế là đi theo. Bây giờ đi qua bên nước ngoài cho nó sống, nó biết thế nào là lễ độ, là lễ độ. Đúng rồi. Thế theo quan điểm của chú thì đất nước ta, chú thấy một đảng lãnh đạo thấy thế nào, dân chúng nói chung là nó cách, nó cách khác là mình nói là giống như Bác Hồ, tao thì tao không biết Hồ chuyện, nhưng mà nghe câu nói của ổng đi vào người đoàn kết đại đoàn kết chính xác, rất là hay. Và tao thấy một cái điều này là rất là hay ở cái chỗ người Việt mình đó, coi như vậy đó, nhưng khi họ đã đoàn kết, có nghĩa là một cái chỉ thị hoặc là cái gì đó mà nhà nước đưa xuống, họ tuân thủ theo một kiểu là rất răm rắp. Và sức mạnh của người dân rất là khủng khiếp, bởi vì tao nói thẳng về người, nếu mà nói mà vấn đề luật pháp Việt Nam thì vấn đề an ninh mà đánh phá thế lực ngoại bang là không qua được, không qua được. Bởi vì tao thấy cách đây khoảng 4-5 năm về trước, tao mới vừa lên mạng chơi thì tao thấy ở bên cái thời đó là cái đám gọi là chống phá Việt Nam mình nặng, rất là mạnh, nhiều lắm, từ có hàng mấy chục cái diễn đàn bên nước ngoài hàng ngày rỉa rói về Việt Nam, chửi bới rồi, thì tự động ở Việt Nam mình nó cũng có những người dân tự động lớn lên mà lập diễn đàn phản ứng lại. Cái này không phải nhà nước biểu nha, tỏ rõ rằng tự động những người dân họ thấy bất bình, họ thấy họ xuyên tạc quá sức rồi, nói láo nó xạo là tự động người ta bưng lên, tự là gì đó chống luận điệu xuyên tạc. Đúng rồi, ta nhớ vậy đó. Cái này là năm mấy năm về trước á. Nói chung là mà cái đó là không phải nhà nước suối hoặc là không phải ai thì cả. Chú này, một đất nước ta một đảng thống nhất, tức là chúng ta đi trên một con đường có định hướng rõ ràng và tất cả mọi người dân đều đi trên một con đường đó, thì chỉ trải qua 20 năm phát triển kinh tế sau mở cửa thì đất nước bây giờ đất nước ta rất là hiện đại. Con nói đất nước ta vừa rất hiện đại, và những nước đa đảng con thấy suốt ngày là chửi bới nhau, đảng này chửi bới đảng kia, đặc biệt là ở Mỹ hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Chú có nhớ là hồi ông Tổng thống Donald Trump mà lên nắm quyền đó, thì đảng Dân Chủ ra một cái sắc lệnh là điều tra có cái bàn tay nước Nga xen vào cái vấn đề bầu cử, một cái hai cái đảng lớn của Hoa Kỳ mà còn nghi ngờ một cái nước khác xen vào để mà hỗ trợ bầu cử, cái ông Trung được lên làm tổng thống. Nói một cách khác chẳng nữa, không biết tao nói câu tại cái nguy hiểm của đa đảng tao nói rất nhiều lần rồi. Cái nước Mỹ là một cái đất nước tư bản hoàn chỉnh. Tư bản hoàn chỉnh là nó có an sinh xã hội, y tế, các cái đều đầy đủ, và nó ở một cái mức là thượng thừa rồi. Nhưng mà bắt đầu từ đó nó không một tiếng lên được nữa, nó bão hòa. Và khi nó bão hòa thì ở đây mình thấy rõ ràng nó cắn xé nhau, nó sâu xé nhau, giống y chang như là một cái loài thú mà để ăn thịt nhau. Có nghĩa là phe này phe này là hầu như là lợi ích nhóm, nó hoàn toàn nó chia rẽ toàn bộ nước Mỹ luôn, nó xé nát toàn bộ nước Mỹ luôn, Có nghĩa là tao muốn nói một cái là nó bão hòa, nó không còn tiến lên được nữa. Và nếu nó có tiến lên được nữa thì nó chỉ tiến lên xã hội chủ nghĩa mà thôi, chứ không tiến đâu được nữa. Không thể tiến lên xã hội chủ nghĩa được đâu. Cho nếu mà có tiến lên thì có tiến lên xã hội chủ nghĩa thôi, chứ ngoài ra không có tiến đâu được, bởi vì nó đã bão hòa rồi, nó lụn bại rồi. Từ đó nó giống như cái hình sin tới đây là đỉnh rồi, rồi chỉ có xuống thôi chứ không có lên được nữa. Và ngay bây giờ thì mình thấy rõ ràng là từ cái chiến tranh Ukraine với là Nga nó mà thấy rõ ràng bây giờ Mỹ đang xét bức sang bang, và thậm chí nhiều khi kỳ rồi đó đủ hết tiền chính phủ phải
phải ra nghị quyết để mà 45 ngày để mà cho có tiền để chính phủ trang trải này kia. Cái đó cũng là một cái chiêu bài. Tao hiện giờ tao đang có tiền này, tao không có khả năng giúp mày nữa. Một lời từ chối khéo với là chuyện Ukraine. Tao lo dân tao rồi đó. Lo dân tao rồi đã. Tao bây giờ đủ đó chết mẹ rồi thì thôi. Đại khái là nó rườm rà rắc rối và không thể hiểu được. Nó thì không sụp, bởi vì tư bản thì không thể sụp được. Chỉ có tư bản là gì? Nó cây cao có một cái gì tao mà tao nghiệm ra. Tư bản chủ nghĩa nó hình thành bằng một sự tự nhiên của xã hội. Đó là một sự cạnh tranh khốc liệt giữa con người với con người. Cái đó không có học, tự động thôi. Anh chỉ có sắp xếp thôi. Đó là tư bản chủ nghĩa. Nhưng mà nó muốn tiến xa hơn, sung sướng hơn là anh phải đi học. Tại sao chúng ta đi học? Rõ ràng không ai biết về xã hội chủ nghĩa cả. Và cũng không ai biết cái cộng sản là cái gì. Mà tại sao nó có chủ nghĩa cộng sản ra đời? Là anh phải đi học chứ, dù làm sao anh có được. Phải có lý luận. Phải có lý luận, phải có đi học chứ. Chính trị đàng hoàng. Nhưng mà thằng tư bản thì không học. Yeah. Thằng tư bản là tự nhiên xã hội phát triển là nó như vậy, là nó như vậy. Nói như vậy. Không có học có mẹ gì cả. Anh chỉ sắp xếp, anh là chính phủ, anh chỉ sắp xếp cái này rồi, ok. Còn cái thằng muốn tiến xa hơn, muốn sướng hơn thì anh phải đi học. Tự nhiên chú nói con, phải nói chú Cầm. Đúng không? Chú Cầm nói trí tuệ rất là cao cái chỗ này này. Phân tích chú nha. Nó không có học, nó tự do. Bây giờ ở nước Mỹ thì người thì ăn không hết, là người giàu có thể giàu tiền hàng tỷ tỷ đô la, và người giàu ở Mỹ cũng đứng hàng đầu thế giới. Nhưng mà xét về góc độ tự do là người mà vô gia cư ở gầm cầu vì núi rừng, vì người không gọi là 4-5 tháng không ăn không tắm, 4-5 tháng không tắm và ăn 2-3 ngày một bữa là người ta cho gì ăn cái đấy. Và con nói tất cả các thành phố thì con người mà bị vô gia cư sống ngoài đường á nó nhiều vô kể. Thì khi chỉ khi nước Mỹ tiến lên xã hội chủ nghĩa, mà muốn tiến lên được thì phải đưa những người về đó về có chỗ ăn chỗ ở, có gia đình, và không thể sống vất vưởng ngoài các cái gầm cầu xó chợ nơi núi rừng lạnh lẽo, đặc biệt là mùa đông, và họ có thể chết bất kỳ lúc nào. Nói cách khác nữa thì có những người học giả họ đã nói rồi, nước Mỹ là chỉ có 1% những nhà tư bản cọc phú, có nghĩa là giàu nhất nước Mỹ, cái GDP của nước Mỹ họ nắm có mấy người trong khi đó 90% dân chúng là dưới mức nghèo đói, mà chỉ sang giàu chảnh là chỉ có 10% thôi, trong đó những cái ông tỷ phú cha như là Bill Gates, Elon Musk này, tất cả những cái gì là những người đó là coi là cọc phú đó, điều khiển nước Mỹ và nắm cái GDP nước Mỹ, chứ ngoài ra dân chúng họ sống rất là nghèo. Nó thẳng là như vậy. Thì ta đã kết luận rồi mà. Cái GDP đó mình phải hiểu là lấy cái tài sản của những người đó chia đều cho tất cả mọi người công dân thì đã tính trên đầu người. Nhưng thực chất rõ ràng người dân Mỹ rất là nghèo. Bằng chứng thế là họ đang đi cướp giật, họ tống tiền, họ giết người, họ kêu để gì cũng vì đồng tiền mà ra thôi. Nếu nó giàu thì làm gì nó có chuyện đó xảy ra. Tao đủ ăn đủ mặt, tao dư thừa, thằng nào cũng vậy, thì làm gì có chuyện mà cướp bóc, làm gì có chuyện mà giật đồ, làm gì có chuyện mà vô trong siêu thị ăn cắp đồ, đúng không? Cái này thì cũng có nhiều người nói rồi chú ạ, nhiều người nói là ở Mỹ nhiều homeless và nhiều người vô gia cư á, thì nhiều người họ nói cũng đúng, là nhiều người Mỹ nói đây nè, những người đó do trộm cắp, do bị tù tội, do bị lười biếng, rồi nói chung là vì hạnh phúc gia đình tan vỡ, rồi là bị gọi là bệnh tâm thần hoặc là nghiện hút, thì họ buộc phải ra đường như thế. Và họ cách nói của họ nói những người đó là những người thất bại, ra đường là xứng đáng. Nhưng mà nếu mà nói những người đó thì ở Việt Nam cũng có, Việt Nam cũng có người phạm tội đi tù, rồi cũng có người là nghiện hút, cũng có người làm ăn thất bại, rồi cũng Việt Nam cũng có, nói chung ở bên Mỹ có cái tệ nạn gì thì ở Việt Nam cũng có thôi. Nhưng mà tại sao Việt Nam lại không có? Rất là hiếm, rất là hiếm người vô gia cư. Đó là những cái kẻ bào chữa một cách lố lăng. Nó thẳng là như vậy. Có phải chẳng là bởi vì nó còn có những cái buồn cười đó kìa. Trời ơi, tụi nó chính phủ lo hết từ A tới Z, nhưng mà tại nó buồn ở nhà quá cho ra nó ngủ ngoài đường, rồi nó ngắm khách sạn ngàn sao. Nó vậy sao giờ cãi. Nó mệt quá, cái gì Việt Nam Mỹ cũng là lo từ A tới Z cả. Mình nó không có chịu ở trong tù túc, nó khoái ra đường ngủ ngắm khách sạn ngàn sao. Vậy tại sao như Nguyễn Hữu Chánh vì Đào Minh Quân không lập một cái đảng để đấu tranh cho những người mà vô gia cư homeless đó? Nó đang gom tiền mà nó bắt lết chị, nó đang lùa gà. Đúng không? Những cái người mà những mảnh đời đang cần bị hỗ trợ đó, nó tiều rêu người đó. Còn nó đâu có tiền đâu mà nó lo. Đấy. Mà nếu có tiền nó chẳng lo, nó lo cái hầu bao của nó. Nó lo gom góp nhiều chừng nào thấy đó. Rồi là suốt ngày tụi nó ra chửi Cộng sản. Mà trong lúc đó Cộng sản, người dân cơm no áo ấm.
có thể khó là vậy. con nói là nó về GDP trên danh nghĩa có thể là Việt Nam so với Mỹ ở đây có thể là mình nói là nghèo hơn, chuyện giàu nghèo mình không tà bạn, nhưng mà tôi muốn nói cái chỉ số hạnh phúc, ý tôi muốn nói là một người xe rác thôi là của mình coi là cái nghề chạy xe ôm đó, người ta vẫn hạnh phúc như thường, xong việc ngày là về nhà tắm rửa cổ, ăn cơm ăn nước với vợ con, thậm chí họ bỏ rửa rác ra xong họ chở vợ con họ đi Việt Nam rồi lại đi vòng vòng đi bán đó. Một người là rõ ràng người ta vẫn có cái hạnh phúc của họ riêng, họ nghèo có cái hạnh phúc của nghèo, giàu có cái hạnh phúc của giàu, mà thậm chí giàu không có hạnh phúc nha. Anh càng có tiền như nào thì anh lại càng không hạnh phúc gì đó, chẳng bằng chiếc đi cho Hải này nè, chơi cháu Hải này, cái bên nó là tổng giám đốc công ty ngồi uống cà phê với mình là nó để mình lắm, rốt cuộc xong bằng cà phê là chạy về tất ta là ký hợp đồng bàn giao công việc là sai khiến nhân viên là hầu như tối tăm mặt mày luôn. Đúng rồi, mình nhiều khi bận quá lắm chú, thậm chí tối nó khứa tao nó qua chờ bớ ơ bác ơi con bận quá con bao quá xin lỗi bác con không qua không được, thấy chưa nó đông quá không? Mà thằng xe ôm bây giờ đó nó đang du duyên ngoài Sài Gòn á, đúng là đang ngồi ăn phở với con cái ra ngoài Sài Gòn, thấy chưa, giàu không có nghĩa là hạnh phúc. Tao nhưng như mà tao, như tao mới là hạnh phúc nè, là phó thường dân Nam Bộ. Nhưng mà thế này này, chính phủ giàu chứ chắc chứ dân là giàu. Đúng rồi. Hạnh phúc là chính người dân phải có tài sản, có tiền bạc, có gia đình, có con cái, có cái nhà để về, không nợ nần nhiều. Rồi có vườn, có ruộng, người nghèo cũng có thể là có cơm ăn hàng ngày với một ổ bánh mì 3-5 ngàn, một dĩa cơm 20 ngàn, một tô phở 40 ngàn, mọi người dân đều được hưởng chính sách. Giá cả đó nói một cách công bằng, người dân Việt Nam giờ phút này không thể đói được, không thể đói được, chứ đừng nói muốn đói, muốn đói cũng không được đói nữa, khổ vậy. Gặp đường gió bụi, dọc đường biết bất cứ con hẻm nào cũng có những ổ bánh mì và cũng có những cái xe hủ tiếu gõ, rõ ràng nó rất là bèo. Anh làm cái gì mà không được 20 ngàn một ngày à, mà trong khi đó có một tô hủ tiếu gõ như là có 20 ngàn, thấy chưa, anh không thể nào đói được. Anh đi phụ hồ bây giờ cũng 500 ngàn ngày rồi, nó thẳng là vậy đó, cái nghề mạc hạn là đi phụ hồ đó, cái nước trộn hồ xong bỏ vô trong cái rõ rồi ta xách đi á. Cho anh ly này, ở đây nước trà các có các em phục vụ miễn phí nha mọi người. Chú nói theo chú sống ở, chú sống 40 năm ở bên Mỹ, giờ chú về Việt Nam đó, chú nhìn xã hội Việt Nam nó hài hòa, dù phát triển hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc dân tộc, và có một cái là trẻ em về những người ít tuổi thường thường rất tôn trọng người lớn tuổi rồi, lễ phép. Và chú thấy một cái nét mặt chú sống ở Việt Nam hàng năm đó rất là hạnh phúc, nhìn nét mặt cũng rất là hạnh phúc, được giao lưu nói chuyện từ những đứa trẻ, những cụ già, những bà con hàng xóm, những ông cái đi qua bà đi lại. Cái này là thực sự tôi nói ra thì mấy ông bà già tôi rất là hài lòng. Hầu như ở nước Mỹ hoặc là những nước khác thì những người già thường thường không có cái chỗ để mà xả stress. Xả stress là cái gì? Xả stress có nghĩa là họ không muốn, họ muốn nói chuyện với mọi người ngang tuổi như ông, bạn bè thân thiết, và thì hầu như người già thiếu cái điều đó. Mà thường thường người già dễ bị stress là họ bị cô đơn quá lâu, và tao bị tao thấy hoài chứ, ở gần chỗ tao ở nó có một bệnh viện tâm thần nè, có nhiều ông già người Việt này vào đó rất ư tội nghiệp, ngồi ngửa mặt lên trời là nói chuyện một mình. Đó là những cái bị gọi là bị cô tâm thần, độc tâm thần nhẹ đó, gọi là cô độc lâu năm. Bởi vì khi lớn lên con cái đem qua bên đó xong rồi cái người từ nhỏ không biết gì, từ lớn lên sau khi cái nó để ông già bà già ở nhà cái nó bỏ nó đi, nó mới đi là đi học á, nó thoát ly để đi học trên 18 tuổi rồi. Rồi từ đây nó đâu có đơn giản như Việt Nam mình là từ thành phố rồi chạy xuống Cà Mau hoặc là Cà Mau xuống Sóc Trăng, không có, nó đi qua tiểu bang khác. Rồi nó sinh sống, nó lấy vợ lấy chồng rồi 3-4 năm nó mới về nhà là nó thăm già bà già. Thì ông bà già đây cô độc, mà cô đơn biết cài gắn biết nói chuyện dai, ra ngoài đường thì không biết tiếng Anh tiếng U, ở trong nhà thì hai người già cái ngó nhau mà gây lộn rồi không biết. Rồi xong cái rồi hai ông già bây giờ bị tâm thần luôn, tâm cảm luôn, bị trầm cảm luôn đó, bị trầm cảm và bị tâm thần luôn. Thế là lâu lâu 3-4 năm khi con cái nó về thấy vậy thì nó đưa vô luôn nhà thương điên. Xong luôn rồi đó là vậy đó. Rồi con theo ý con là chú có muốn cả thế giới này có một cái xã hội, vận hành một cái xã hội giống Việt Nam không? Trời ơi, cả 200 nước ta không muốn, ta không muốn vậy, bởi vì từ miếng bánh ngon á mà chia nhiều quá nó hết uổng lắm. Yeah. Bây giờ tao để cho nó ra Pháp, bây giờ mấy mỗi lần biểu tình á là nó dư cái cờ Việt Nam mình lên đó. Nhưng mà nó muốn chính phủ Pháp phải sự dân chúng giống như người Việt Nam mình như bên này.
tất cả những đất nước mà thí dụ như nó có biểu tình hoặc là nó phản ứng với chính phủ là chuyên môn của đem lá cờ Việt Nam lên làm là ý nó muốn nói là phải y chang như Việt Nam như vậy á. Ờ, nước Pháp là giờ cũng yêu cầu cũng như chính phủ muốn biểu tình là biểu tình là đưa cờ Việt Nam ra. Ê. Rồi thậm chí những cái nước kia, những nước châu Phi cũng vậy nữa, khi nó đấy là có là cờ Việt Nam mình cho nó bảo biết nó đem tới một nội cha nó làm gì nó biết ra. Tao nói mày rồi, tao cũng chẳng muốn chia sẻ gì cả, có nghĩa là tao Việt Nam tao đang hạnh phúc để đi nước nước tao hạnh phúc thôi. Còn mà ơi, ích kỷ quá à. Trời từ tao mà không ích kỷ thì được, mày nói ích kỷ với mình trước. Tao nói nhắc lại cho mày nghe nè. Không có xuất khẩu sầu riêng về sang Mỹ luôn hả? Không, xa không luôn. Rồi. Không xuất luôn. Mày muốn qua gì mà muốn qua mày phải chầu chực mày học cái hạng gì rồi, Joe Biden đi qua gì rồi đó. Phải năn nỉ mới ký, không năn nỉ là không ký. Vậy đó. Đó đúng chưa? Đừng nói chuyện. Không, nói chung là nói thế thôi. Nhưng mà thế giới này mà hoặc có một cái mô hình hoạt động từ kinh tế chính trị giống Việt Nam á, chắc chắn cả thế giới này đều hòa bình. Nhưng mà thường thường ở những thằng chấp bô, những cái thằng tư quản lớn thì nó chẳng bao giờ muốn hòa bình cả. Bởi vì khi hòa bình là anh sẽ đói, bởi vì anh sống nhờ chiến tranh mà. À, tại vì anh sống nhờ chiến tranh, mày quýnh tao, tao quýnh mày, rồi khác quýnh tao thì có súng để mà bán chứ. Mà mày nói hòa bình hết rồi sao có bán đâu. Bắn súng bắn đạn là chia phe chứ mà chia phải hả? Mày không chia phe tao cũng xúi cho mày chia phe, tao cũng đem người tao gài cho mày đúng đoạn để làm mày xã hội, mày banh tao lông ra đi chi để quýnh nhau tao mới có xuống tao bán chứ. Đồ quá, không có đội nào không có sao tao bán được. Chú Cầm nói, chú Cầm nói móc méo mất người quá. Chú Cầm gì nói giờ chỉ muốn là Việt Nam là xã hội gì, chỉ có Việt Nam là cộng sản mà có cái tư cộng sản cho tụi nó làm gì, tại vì có ở bên Mỹ cho nó chị có hết rồi, có bên người Mỹ nó cũng có cái đảng cộng sản luôn, giờ độc quyền luôn phải không? Nhưng mà nó nhỏ lắm. Không ý là Việt Nam, như Việt muốn Việt Nam độc quyền luôn. Độc quyền. Không muốn Mỹ giống luôn hả? Không, không muốn đâu được quá. Để ví dụ rồi đủ miếng bánh ta ngon chết mẹ luôn, mà chia tao bay chia vậy đủ bạn quá. Ok bye. Bye đi. Yeah, yeah, yeah.